Hello cả nhà nha. Hôm nay thì Vinh sẽ review, không phải là hát hay là gì hết. Tại vì mình có đăng trên Facebook là có một cái món ăn rất là ngon mà thực sự là Vinh chưa ăn bao giờ cả. Thì đăng lên thì hôm nay thì Vinh đã nhận được cái hộp quà. Đây mọi người, đây là cái món mà Vinh đang muốn review. Đây là cái món mà tình đồng Vinh ăn nha. Đây là trái bần nha mọi người. Đây là trái bần, thật sự là lần đầu tiên mà mình ăn với cái này. Và cái này mình sẽ ăn chung với muối. Tại vì bây giờ là đây là muối ớt nha mọi người. Trong đây đây là muối ớt. Đây là trái bần nha mọi người. Thì không biết là nó ăn như thế nào thì thấy nhìn thấy rất là ngon. Cái video clip này là chủ yếu là vui cho mọi người. Mọi người có muốn ăn thì Vinh sẽ mời nha. Đây là mọi người ha, mình sẽ để xuống chút xíu. Đây là trái bần ăn chung với muối ớt. Không biết như thế nào, lần đầu tiên mình ăn luôn cái này nha, thử coi nó như thế nào. Ở đây có hai loại trái, một trái là rất là mềm, là một trái rất là cứng, mà không biết là mềm mà có ăn được không. Cái này cứng lắm nha mọi người, trái này thì nó rất là mềm, không biết mềm mà mình có ăn được hay không nữa. Lần đầu tiên mình ăn cái này luôn. Chắc có lẽ là để mình ăn trái mềm trước đi ha mọi người ha. Wow, như vậy là mình có ăn được không ta? Nghe cái mùi hơi chua chua à. Đây là trái mềm nha mọi người, mình chấm muối ớt. Cái hộp nó cực. Vị rất là, vị cũng không có chua lắm. Và một bạn ở dưới Mỹ Tho gửi lên cho mình một cái hộp như thế này. Cũng thơm, không chua lắm nha mọi người. Mình nghĩ là nó sẽ chua, chắc chắn là nó mềm quá nè. Nhưng mà lần đầu tiên Vinh ăn cái loại đây gọi là loại trái bần, cái hộp nó hơi chát nha mọi người, nó hơi chát mà chấm ớt, mọi người thấy mới ớt không. Mình đập đến 4 trái ớt rồi này, rồi Vinh ăn rất là cay. Ai mà không ăn cay được thì mọi người một trái thôi, thì Vinh ăn rất là cay. Nó vị rất là lạ. Ở bên ăn cái trái đó, nó cứng thì sao ha? Cái trái mềm này á, cái hộp rất là chát, cái vị rất là chua, nhưng mà không có gọi không có chua như me, chua cũng dễ chịu. Ở đây mình coi một cái nhái này. Cái này cứng nhỉ. Cái này đi ha mọi người ha. Một trái này. Cái này còn rất là cứng nha mọi người. Để ăn cái này thì không biết sao đây. Không biết có bẻ được hết không. Cứng quá, không có bẻ được, giống như cái trái mềm nãy. Mời mọi người nha. Cái tầm ớt mọi người. Trái này chua. Chát nữa. Chát quá.
Cái này thường thì mình thấy là người ta chấm với muối ớt hoặc là mắm ruốc hay là mắm mắm cá cơm, mắm cá chốt gì đó. Mình thấy người ta ăn rất là nhiều. Mình nhưng mà bên buổi tối thì mình không dám ăn mắm, mình ăn muối ớt thôi. Cái này sao nó chát quá nhỉ? Cái trái này còn chưa chín thì sao á? Hơi bị chát. Đem ăn cái bự thôi nha. Không, cái bự. Một hộp như vậy này rất là nhiều mọi người. Gần cả chục trái á. Không biết sao ăn cho hết. Mà bên nhân nói cái này mình nấu chua, nấu canh chua ăn cũng rất là ngon. Đây, trái này nó vừa mềm, nó không có mềm như trái kia. Mình nghĩ chắc cái này ăn ngon nè. Chấm muối ớt, mình đâm muối ớt đây đây nha mọi người ha. Muối ớt mình biết một miếng ớt muối đây mọi người nha. Mời mọi người nha. Lần đầu tiên mình ăn cái này. Chua một cái hộp rất là để ngày mai khi mình rảnh mình sẽ làm cái review cho mọi người món canh chua bận đây mọi người ha, bận cái muối ớt. Rất là nhiều mọi người ơi, mình sẽ ăn ăn người thôi, ăn rất nhiều tối rồi. Cảm ơn mọi người nha. Lần đầu tiên mình ăn được cái bần đó. Cũng chua lắm nha mọi người, chắc phải ăn chua. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người đã theo dõi nha. Chào tất cả mọi người nha, chúc mọi người có nhiều sức khỏe nha. Bye bye mọi người.